过台湾了吗？我还没去过台湾。在台湾你有亲戚朋友吗？我没有。会抽烟喝酒吗？我不会抽烟喝酒。来台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？我愿意。你要保证今天你回答的问题和履历表上的内容都是事实。Bạn có đảm bảo là những nội dung ghi trên form và những câu trả lời ngày hôm nay là sự thực không? Dạ. Tôi bảo rằng, họ xin ra chính nghị chú xoan số. Bây giờ mời em làm toán. Bây giờ mấy mình chúng này ba thì bê bao cát.